Xin chào, Pleasure đây. Các bạn đã có đủ bộ máy đo huyết áp để hành nghề chưa? Chắc ai cũng có rồi. Vì không có thì ai cho bạn qua môn, đúng không? Mình thì tất nhiên cũng đã có rồi. Mình có tận 2 bộ lận. Một bộ Yamasu của Nhật. Đây. Và một bộ của Microlife, sản xuất tại Thụy Sĩ. Bộ của Microlife mình mới mua gần đây cho nên còn khá mới, chủ yếu là xài xe cua thôi. Bộ máy đo huyết áp của Microlife mã hiệu PBAG120 là dòng máy đo huyết áp cơ bản dành cho sinh viên, bác sĩ và y tá. Ngoài ra, hãng còn có dòng PBAG140 với kích cỡ bản lớn hơn và chỉ có một ống khí, và hiện tại là mình không thấy bán ở Việt Nam. AG120 có giá dao động khoảng 300k đến 400k, phù hợp cho những người mới vào nghề hoặc dùng để sờ cua như mình. Kích thước thu gọn là 175x70x103mm, trọng lượng 450g. Loại này là dành cho những người có vòng tay từ 22 cho đến 32cm. Đây là loại có 2 ống khí. Lượng khí thoát ra tự nhiên mỗi phút dưới 4mm thủy ngân. Sai số là khoảng 3mm thủy ngân đối với nhiệt độ ở môi trường 18 đến 33 độ C và khoảng 6mm thủy ngân đối với nhiệt độ môi trường khoảng 34 đến 46 độ C. Điều này cho thấy rõ ràng là dòng này không phù hợp để dùng ở những nơi có khí hậu nóng bức. Áp lực tối đa của đồng hồ là 300mm thủy ngân. Về đánh giá cá nhân của mình thì chất liệu vải bọc khá thô cứng, nhưng dù sao vẫn mỏng hơn so với dòng Yamasu 15L08 mà mình đang có ngay đây. Ống kính khá dẻo dai, khá dày, nhưng chất liệu cao su này thì về mặt lâu dài sẽ bị rách nếu không được bảo quản kỹ và dùng thường xuyên. Nhận xét trong quá trình sử dụng thì vì là dòng phổ thông nên mình cảm thấy so với Yamasu, dòng này cũng không khác là bao. Tất nhiên, độ chính xác khi đo phụ thuộc nhiều vào trình độ người đo, nhưng mình nhận thấy có điểm bất cập ở dòng AG120 này. Độ kín khí không được tốt như nhà sản xuất công bố khi mình đẩy áp lực lên khoảng 260mm thủy ngân và khóa van lại, khí vẫn lọt ra khá nhiều dù mình đã vặn chặt. Còn về phần ống nghe đi kèm, vì là sản phẩm phụ của hãng nên chỉ ở mức trung bình. Đây là loại có hai mặt nghe, mặt màng nghe lớn thì không có đệm cao su nên không thu được âm thanh rõ ràng. Mặt chuông dù có đệm cao su nhưng vì phần đệm trồi lên khá thấp nên chất lượng âm thanh thu được không ổn định, mà nói chung chất lượng cũng không cao. Nút tai nghe thì bằng nhựa cứng, đeo một chút đã khó chịu rồi. Tổng kết thì đây là dòng máy đo huyết áp phổ thông nên không thể trông cậy nhiều vào chất lượng. Mình không có kinh nghiệm tiếp xúc với các loại máy đo huyết áp cơ cao cấp nên mình không thể đưa cho các bạn lời khuyên được. Nhưng về ống nghe, Liftman vẫn là sự lựa chọn hàng đầu dành cho dân pro. Mình lúc trước có mượn được của một anh loại một mặt nghe của hãng Liftman, xài nghe khác bọt hẳn. Nút tai thì êm, âm thanh thì trong, không cần phải ấn quá sâu mà vẫn có thể nghe được rõ ràng. Ok, trên đây là video đánh giá của cá nhân mình về máy đo huyết áp AG120 của Microlife. Các bạn thấy hay, hãy bấm like và share. Còn chỗ nào chưa hay xin hãy comment ở phía dưới cho mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mình là Pleasure. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.